Rồi, hello anh em nha. Trước mắt em mình là Kia Sportage. Đó, em này thì rất là đẹp anh chị, giống như Kia Sorento vậy anh chị ha. Hoặc là giống cái con Honda Tucson em mới bán vậy. Em này được sản xuất 2011 và là xe nhập Hàn Quốc anh chị nha. Form dáng gầm cao, mái thoáng rất là đẹp, chỉ có 300 mấy chục triệu thôi. Đó. Xe này bản full anh chị nha, số tự động, tích hợp vô lăng nè, ABS túi khí nè. Đó, máy gầm số ngon, cửa sổ trời toàn cảnh nè. Cái form này nó cũng giống Kia Sorento vậy, nhưng mà dòng này nó cao cấp hơn và nó là xe nhập anh chị nha. Kia Sportage bị số đẹp luôn, 13315. Đó, form dáng quá đỉnh nè, mâm lớn nè, lớp vỏ mới sơn xi đẹp nè. Xe này thời gian vừa qua em bỏ ở chi nhánh 2 quận 7 thì bây giờ em đang cho về Bến Tre. Ngày mai em sẽ đi bảo dưỡng, em làm cái phần lạnh lại nữa anh chị. Hiện tại xe đang bị hư cái lốc lạnh, nó đang bị có vấn đề á. Với dàn nóng cái vấn đề, mời bảo dưỡng full lại sẽ để cho anh em mình giá hợp lý nha. Cửa sổ trời trần rin nè, này nhân viên mình đi quay với anh chị, mình lồng tiếng vào thôi anh chị ha. Thì tối nay em về được nhiều xe lắm, em về được Kia Sorento, Kia Sportage nè, em về được Morning nè, về được Grandit nè, về được Civic nè. Tối nay về 5-6 xe nữa anh chị ha. Em này ghế điện luôn, ghế da zin luôn, đẹp cộp cực kỳ, có 300 mấy chục triệu. Xe này ngày xưa tỷ hơn anh chị, đèn bi led nè, đèn led trung mù dưới nè, form đỉnh lắm. Anh em quan tâm nhắc máy alo em nha.